Dạ vâng, giết người, hại người, trấn áp người hay là uy hiếp người thì liệu rằng tín dụng đen và xã hội đen có phải là một không thưa nhà báo? Vâng, tôi nghĩ đó là một. Bởi vì động cơ của cái tổ chức tín dụng đen đó là cho vay với một cái lãi suất cao, cắt cổ và muốn thu hồi được vốn và cái lãi nhanh, đúng thời gian, thì buộc họ phải có một cái vành đai bảo vệ. Vành đai ấy là bảo vệ họ nhưng đồng thời cũng là một cái lực lượng xung kích để làm gì? Trấn áp, đe dọa, nói dối và thâm nhập ngay một sâu hơn vào cái thị trường đối với lại người nghèo. Cho nên đấy là tín dụng đen và xã hội đen nó là một. À, dạ vâng thưa ông, vậy thì tín dụng đen do đâu mà có? Và chục năm trở lại đây thì nó đã bùng phát một cách khủng khiếp, đặc biệt là ở trong nông nghiệp và nông thôn. Vì sao lại như vậy ạ? Vâng, tôi sẽ xin đưa ra một cái số liệu với lại biên tập viên và quý khán giả để cùng biết. Như vậy là chúng tôi điều tra trong năm 2015 về cái vốn vay của người nông dân thì nó có 62,9% là người nông dân cần vốn là vay ở họ hàng, thế rồi là người quen và người hàng xóm. 20,6% là người ta vay ở ngân hàng. Thế rồi là 10,1% là vay ở các cái dự án hoặc là cái tổ chức mà do các tổ chức đoàn thể mà người ta cấp vốn cho. Và cái cuối cùng ấy là 9,5% là vay bạn bè. Như vậy là còn như vậy là 6,2% khi người ta vay không biết là vay ở đâu. Nhưng cái con số 6,5 này nó lại tăng lên liên tục. Bởi vì ấy là những người lao động trẻ đi làm xa thì người ta không còn họ hàng ở bên, người ta không còn hàng xóm. Và lúc đó chính quyền và các cái tổ chức đoàn thể thì lại không quản lý những cái đối tượng đó. Thế cho nên là cái tỷ lệ 6,2 này tăng lên. Cái điều thứ hai là tiêu dùng của xã hội lại cũng tăng lên. Mà cái xu thế tiêu dùng thì lại vượt lên cái khả năng làm của họ ra. Cái điều thứ ba nữa là khi mà vay ở các cái tổ chức ngân hàng thì người ta lại đòi hỏi là có thế chấp. Và thủ tục thì lại vô cùng rườm rà. Cho nên người ta lại tìm đến những cái cơ sở nào mà vay nhanh, có ngay và nó đơn giản. Nói rằng là tín dụng đen giăng bẫy thì liệu là có đúng hay không, hay là do nhu cầu của những cái người dân chưa được đáp ứng của bản thân mình mà đã tìm đến những cái lãi cao cắt cổ như vậy? Vâng, tôi cho đây là một cái đánh giá của chúng ta, của biên tập viên khá hay. Mà tôi cho nó quá cả hai cái lỗi này. Lỗi thứ nhất đây là về giăng bẫy. Thì qua những các cái phóng sự xem thì chúng ta thấy nó rất rõ về thủ đoạn rồi. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là tràn ngập thông tin ở trên mọi kênh mà có thể đến được với lại người người dân. Nào như là tờ rơi, nào như là ở trên mạng, nào như là người ta dán ở tất cả những cái chỗ. Kể cả là những người dân đó từ cổng làng mà cho đến đây là cái cột điện ở trên chợ. Người ta nó có gốc cây người ta cũng dán vào làm cho đấy. Như vậy là thông tin đã thỏa mãn và nó vừa đánh vào cái sự cả tin của người vay làm cho người dân không có thể nào anh bứt ra được. À, dạ vâng thưa nhà báo, vậy thì nhà báo đã thấy rằng là những cái chế tài xử phạt bây giờ đã đủ sức để răn đe hay chưa? Nếu như mà chưa đủ thì vì sao? Và nếu như mà đủ rồi thì vì sao mà chúng ta lại không thể ngăn chặn được cái nạn này một cách triệt để ạ? Trước hết là tôi khẳng định là chưa đủ. Cho nên đấy là các cơ quan hành pháp và kể cả cơ quan tín dụng của chúng ta là lúng túng trong xử lý. Thậm chí có những vụ việc xử lý không đúng với lại bản chất của hậu quả của nó gây ra. Là các cái văn bản, chính sách, vay vốn để chúng ta nghiêng về doanh nghiệp. Thứ hai nữa là để ổn định cái kinh tế vĩ mô và chủ yếu là hướng cho phát triển. Thế cho nên là chúng ta đã bỏ rơi những cái cá nhân để cho vay ở cái vùng nông thôn. Ông có nghi ngờ rằng là đằng sau những cái tổ chức tín dụng đen như thế thì có những cái nhóm lợi ích bảo kê hay không? Tôi xin khẳng định là tất cả các cái tổ chức tín dụng đen thì đều có lực lượng bảo kê đứng đằng sau. Nếu mà không có một cái lực lượng bảo kê thì làm sao mà người ta lại dám vi phạm pháp luật, có tổ chức và lại tổ chức vi phạm pháp luật mà nó lại diễn ra trên một cái diện rất là rộng, từ Bắc tới Nam, từ miền núi xuống đến vùng biển, thậm chí cái khu vực ven đô gần những cái cơ quan chính quyền gần thuận lợi nhất trong cái việc là tổ chức những vấn đề hành chính thì nó vẫn cứ hoạt động, rõ ràng nó phải có lực lượng bảo kê. Thế một vấn đề là vừa rồi thì chúng ta thấy là rất nhiều tướng lĩnh công an đã bị xử lý. Thế thì ở đây nó có hai cái cách nhìn. Có người thì cho rằng là chúng ta không thể nào xử lý dứt điểm được cái tín dụng đen bởi vì nó có một cái lực lượng ngay trong cơ quan chấp pháp
bảo vệ rồi. Từ phát hiện cho đến như vậy là điều tra, thì như vậy là đã đứng sau rồi thì làm sao mà ta giải quyết được? Mà nó lại là ông, những cái ông rất là to, chứ không phải là những cái sĩ quan ở cái cấp nhỏ ở địa phương, cho nên cũng làm cho người ta không tin. Đấy là cái ý thứ hai. Và từ những cái hao hụt về phiếu tin, từ những cái sự trì trệ ở trong những cái chính sách pháp luật, làm cho người ta nghĩ rằng khó có thể mà giải quyết được. Nhưng chúng ta cũng phải chia sẻ với lại cô bác nông dân, mọi sự việc chúng ta phải nhìn ở trong thể vận động. Đảng đã biết, nhà nước có mạnh tay không? Nhà nước đã mạnh tay. Thái độ bảo vệ dân không? Nhà nước, đảng đều bảo vệ dân. Các cơ chế về chính sách sẽ được hoàn chỉnh. Và đó chính là những vấn đề mà chúng ta có thể tin được rằng là nạn tín dụng đen sẽ bị đẩy lùi, sẽ bị ngăn chặn. Và chúng ta cần phải có một thời gian nữa. Vâng thưa ông, nếu như mà đúng như theo quy luật cung cầu, tức là có nhu cầu vay mà lại được đáp ứng ngay, thì chắc chắn là tín dụng đen sẽ hết đất để sống, đúng không ạ? Và chính phủ cũng đã chỉ đạo rằng là sẽ tăng cường cho vay nhanh, sáng vay và chiều nhận tiền ngay. Vậy thì cái chỉ đạo này liệu có thể là sẽ giải quyết được triệt để hay không, và có thể xóa được tín dụng đen hay không thưa ông? Tôi hoàn toàn nhất trí với lại cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Và tôi cho rằng đây là giải pháp kinh tế ngắn nhất, hữu hiệu nhất và có sức mạnh nhất để giải quyết về vấn đề tín dụng đen. Bởi vì mâu thuẫn của nó là mâu thuẫn đấy là tôi cần vay nhưng mà tôi không được vay. Thứ hai nữa là tôi được vay nhưng thủ tục lại quá rườm rà cho nên tôi bỏ cuộc. Khi mà chúng ta cho vay với một cái lượng cao hơn theo đúng cái nhu cầu của sản xuất và phát triển sản xuất hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Thế rồi là sáng làm thủ tục nhưng chiều tôi đã nhận tiền. Thế thì rõ ràng là sự minh bạch ấy nó sẽ hướng người dân và nó sẽ giải quyết đáp ứng được với cái nguyện vọng của người dân trong quá trình sản xuất và vay để mà tiêu dùng. Nhưng đó mới chỉ là một phần để giải quyết xóa được tín dụng đen. Nó là vấn đề về xã hội, nó là vấn đề về cơ chế và chính sách. Như vậy là bên cạnh những giải pháp về kinh tế thì nó cần có một cái giải pháp mà tôi cho giải pháp ở đây tốt nhất, được lòng dân nhất và gốc rễ nhất, đó chính là phải có chính sách tạo việc làm, thu nhập và tăng cái an sinh xã hội lên cho người dân. Cộng với lại quá trình xây dựng nông thôn mới, đoàn kết để giúp đỡ lẫn nhau, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu, thì chắc chắn rằng tín dụng đen sẽ mất được sống. Dạ vâng, nhưng mà cá nhân tôi thì thấy rằng là có hai cái mảng lớn ở trong tín dụng đen nông nghiệp, đó là một là vay vốn để sản xuất và hai nữa là vay vốn để ăn chơi hoặc là để làm những cái việc khác. Vậy thì đối với hai luồng vốn này thì chỉ có thể là ngăn chặn được với một nhóm đối tượng thôi, đúng không ạ? Thế còn với cái nhóm đối tượng cho vay còn lại thì ông nghĩ rằng là có những cái biện pháp nào để có thể chúng ta ngăn chặn được từ gốc cái vấn đề này? Vâng. Nếu như mà cho vay để mà phát triển sản xuất thì dễ quản lý và chúng ta ngăn chặn được. Bởi vì mỗi một người mà vay lớn thì người ta phải có đề án về sản xuất chứng minh được cái đồng tiền đi. Nhưng về cho vay tiêu dùng thì thật sự là khó kiểm soát. Cho nên là tôi đồng thuận với ý kiến của biên tập viên là cho cái vay tiêu dùng này nó khó khăn hơn và quản lý nó cũng khó khăn hơn. Nhưng chúng ta có giải pháp nào không? Giải pháp nào là giải pháp gốc? Cái giải pháp thứ nhất là đối với nhà nước và ngân hàng. Anh phải chuyển từ tư duy và cách thức cho vay. Từ gì? Có điều kiện là anh phải thế chấp sang là cho vay để phát triển. Như vậy cái tư duy này nó phải được thực hiện bằng cái cơ chế. Cơ chế đó là anh đồng tiền đi đến đâu thì anh quản lý đến đấy. Miễn rằng là người vay sử dụng đúng mục đích. Thứ hai nữa là anh chấp nhận cái số lãi đấy và anh phải trả nó cho đúng điều kiện. Tôi xin đưa ra một vấn đề. Ở Việt Nam lại có một cái kỳ là một người có thể vay được ở rất nhiều ngân hàng. Cho nên anh không quản lý được. Thế nhưng mà khi mà năm 2013 tôi có sang bên Mỹ thì tôi thấy là người nông dân ở Mỹ thì người ta chỉ vay ở một ngân hàng, không cần tài sản thế chấp. Bởi vì cái ngân hàng ấy và người nông dân ấy, người ta theo dõi được dòng tiền đi đến đâu. Và người ta kiểm soát đồng tiền rất tốt. Và người dân đó luôn tín nhiệm với ngân hàng. Ngân hàng phải cho người cho vay là phải cùng với người dân để đi đến cùng của hiệu quả.
Do vậy là người ta không cần cái tài sản thế chấp, nhưng người ta vẫn vay được và người ta không có cái tỷ lệ thất thoát của người ta rất ít. Cái giải pháp thứ hai đó là chúng ta phải xây dựng và phát triển cái hợp tác xã tín dụng ở nông thôn. Để nó làm cái gì ạ? À? Huy động tại chỗ, cho vay tại chỗ, giám sát tại chỗ và thu hồi tại chỗ. Có một cái điều đáng buồn là trong cái tái cơ cấu kinh tế với lại xây dựng nông thôn mới, chúng ta nói quá nhiều về hợp tác xã nông nghiệp. Trong khi đó hợp tác xã tín dụng ở trong các văn bản và chỉ đạo, nó chỉ là những câu thoảng qua ở trong văn bản với lại trách nhiệm của cái đội ngũ chính quyền ở dưới. Dạ vâng, xin được cảm ơn những phân tích cũng như là những chia sẻ vô cùng là chi tiết của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Và cũng xin một lần nữa được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện của chương trình chúng tôi ngày hôm nay.